Thưa quý vị, do bệnh viện Đà Nẵng bị phong tỏa từ chiều hôm qua 27 tháng 7, ngành y tế Đà Nẵng đã có quyết định chuyển một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng sang bệnh viện 199 Bộ Công an để tiếp tục điều trị. Ngành y tế Đà Nẵng đã chuyển một trong bệnh nhân từ bệnh viện Đà Nẵng về điều trị tại bệnh viện 199. Đây là những bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng và bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính không lây nhiễm như tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường và nội thần nội tiết. Cũng trong sáng nay Bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện Sơ Đà Nẵng cũng đã chuyển 30 bệnh nhân đang chạy thận tại hai cơ sở này về bệnh viện 199 tiếp tục điều trị. Việc chuyển bệnh nhân này nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh, đồng thời giảm tải bệnh viện và hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo virus SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế. Khoảng 7 giờ sáng nay 28 tháng 7, chuyến bay đi Xích đảo đón 219 người Việt đã cất cánh tại nội bài. Trong số 219 lao động người Việt về nước từ Xích đảo Châu Phi, có 116 khách nhiễm COVID-19. Vietnam Airlines đã điều một máy bay thân rộng A350 bay thẳng từ Hà Nội đến sân bay Bata của Guinea Xích Đạo để đón công dân và từ đó bay thẳng về nội bài. Chuyến bay này có hai bác sĩ và hai điều dưỡng của Bộ Y tế đi cùng để hỗ trợ các hành khách đã được xác định dương tính với COVID-19. Để đón được máy bay A350, sân bay Bata vừa phải bổ sung thêm nguồn cấp nhiên liệu cho máy bay và một xe cứu hỏa đạt tiêu chuẩn cứu hỏa cấp 8, tức là cấp cần thiết để khai thác máy bay A350. Một trong bộ đồ bảo hộ tiêu chuẩn cao nhất cũng đã được cấp phát cho các thành viên phi hành đoàn. Toàn bộ khoang khách sẽ được chia làm 3 khu vực, ngăn cách bằng các tấm nhựa dẻo PVC. Trong đó khoang thương gia được thiết lập làm vùng sạch và được lắp máy lọc không khí đặc chủng của bộ y tế đây cũng là nơi các y bác sĩ và thành viên tổ bay ngồi trong suốt chuyến bay